Dạ. Cơ duyên nào mình quen nhau? Hai đứa em là tình địch của nhau. Là tình sao? Địch. Dạ là em quen một cái chị, thì chị đó người yêu cũ của Trúc. Em quen một cái chị đó người yêu cũ của cô này. Là coi như ai là người đến sau? Dạ em đến sau. Em đến sau đúng không? Rồi là hai người này là gây hấn với nhau. Dạ không có gây, không hề có gây. Chỉ là tình địch vậy thôi. Có nghĩa là em nghĩ là bạn này không biết, nhưng mà đến khi mà phanh phui chuyện ra, có nghĩa là người kia chia tay với em rồi, thì lúc đó em dạng em ghen lòng ghen lộn ghen tầm bậy tầm bạ, thì em đi kiếm Facebook của bạn này, thì em chỉ nói chuyện thôi, em chỉ định nói chuyện thôi, là em kể với bạn đó là em quen bạn kia, ai ngờ đâu này bạn này cao tay hơn, bạn biết hết, nhưng mà bạn cho em diễn nguyên một tuần đó luôn, xong rồi bạn mới nói tôi biết hết rồi. Rồi nhưng mà cái đó là mình nói chuyện với nhau trên Facebook thôi đúng không? Dạ. Cái lần đầu tiên mà hai bạn gặp gỡ nhau là như thế nào? Là sau 2 tháng nói chuyện xong rồi cái tự nhiên em có cảm tình với bạn này. Chuyện cái xong em cua bạn luôn. Em cua luôn xong rồi cái 2 tháng sau là em đi về với bạn luôn. Tình yêu này cũng nhanh mà, cũng loại xét đánh à. Nhưng mà cái ấn tượng của bạn với bạn này là như thế nào? Trên Facebook nó khác, ở ngoài đời nó khác. Nói chung là khi mà FaceTime qua thì mình nghĩ là thấy cũng nhìn cũng được, nói chung nhìn cũng dễ thương, mà khi mà gặp thì đó tại sao mà mập quá, sao mà lùn quá. Đâu tướng ta cái lúc mà mới gặp á. Thì có ấn tượng của Tina về đẹp gái quá. Đi thì là tại nhà bạn ở trên chung cư, thì em từ nhà em đi taxi qua, thì em đợi bạn trong taxi, thì bạn đi trên lầu bạn đi xuống, thì giống như trong đầu em thì cái mặt đó, thì tại vì mình FaceTime hoài thì mình biết cái mặt đó vậy, nhưng mà cái dáng người đồ mình đâu có thấy rõ hết đâu. Đúng rồi. Thì khi bạn đi xuống em nói trời đẹp gái quá vậy trời. Nói vậy đó em, cái xong tay chân em coi như là rung lẩy bẩy luôn, em không nói được lời nào nữa. Ủa nhưng mà có khi nào em tưởng tượng thí dụ như rủi mình bỏ công mình từ bên Mỹ mình bay về mà nhưng mà tới đó mình ngồi dưới mình thấy bước xuống mà không trúng ý mình thì em xử lý không, sao? Em không có vậy, có nghĩa là đẹp quá cái mức mà em tưởng tượng luôn, có nghĩa em tưởng tượng là chỉ là giống như là 50 thôi, tới khi bạn này bước xuống là 100% luôn. Quá đã ha. Dạ. Tỏ tình trên mạng rồi quen đúng rồi, không? Đúng rồi. Dạ dạng tỏ tình mà không phải tỏ tình nữa, dạng nói là tôi thích bà đó, bà có chịu quen tôi không, giống vậy. Rồi bao nhiêu lâu sau thì hai bạn mới công khai cái mối quan hệ của mình? Dạ sau 1 năm em mới công khai với mẹ. Là mẹ tự biết chứ em cũng không, mẹ thì mẹ đứng ở ngoài lúc mà em FaceTime với lại Tina, thì mẹ thấy là sao thấy nói chuyện với một đứa con gái mà xưng là vợ chồng với nhau. Đó rồi dần mẹ mới mẹ biết thôi, chứ lúc đó mẹ cũng không nói gì. Nhưng mà trước đó trước khi mà quen với Tina thì gia đình bạn có biết là bạn cũng có những cái mối quan hệ như vậy với người khác chưa? Dạ biết. Thì như vậy thì chuyện đó cũng bình thường, nhưng mà mẹ không có chấp nhận. Nhưng mà bạn nói với mẹ là bạn come out từ khi nào? Năm 14 tuổi. Nhưng mà như vậy thì cũng đâu có gì đâu, không chấp nhận đâu, đã biết trước rồi. Mà do người lớn mà giống như là dạng bằng mặt mà không bằng lòng. Vẫn hy vọng là con mình đi bình thường cũng là có bạn trai rồi phải không? Cũng mong muốn như vậy đúng không? Còn Tina thì sao? Em không nhìn nhận bản thân em, có nghĩa là từ hồi năm em cấp 2 là em có cảm tình với con gái, thì cái đó là chắc là thân quá nó vậy thôi. Xong rồi cái em vẫn quen con trai, vẫn có bạn trai bình thường, đến khi em qua Mỹ là năm 16 thì 18 tuổi thì đa số bạn đi học của em là như vậy giống em luôn. Thì em mới cảm thấy là em nghĩ là em có thích con gái, thì em bắt đầu là em quen con gái thử, thì xong là em nhận là mình vậy luôn. Coi như là các bạn là nhận thức được cái chuyện rất là sớm. Nhưng mà Tina ở bên nước ngoài thì có vẻ nó dễ dàng hơn. Dạ, nhưng mà ba mẹ thì không chịu, ba mẹ em không chấp nhận được. Hiện tại ba mẹ bạn ở Việt Nam hay là ở nước ngoài? Dạ ở ba mẹ em ở Mỹ, ba em thì mới mất rồi. Rồi bây giờ thì hai các bác đã đồng ý hết rồi đúng không? Dạ. Như cái đoạn đầu á, khi mà mình giới thiệu về thì có sự phản đối gì từ gia đình không, hay là cũng chỉ Dạ bên nhà em ba em gay gắt lắm. Ba nói là cái đó là cái bệnh, mày không có được như người ta, mày không có được như vậy, mà mày làm cái gì làm thì mày phải để cho mẹ mày là cái người phải hãnh diện về mày. Thì đến sau này thì tới khi ba em vẫn không nói gì tới gì đó, thì em mới nghe cô em nói thì là ba ok, ba chấp nhận rồi, nhưng ba lại sợ nhiều người nói ra nói vô, nên sợ mẹ buồn nên ba mới làm như vậy với em. Còn bên Trúc thì sao? Thì mẹ thì biết, em cũng biết là mẹ biết trước, Nhưng mà em cũng biết là giống như mình không làm cái gì lố trước mặt mẹ thì mẹ sẽ không phản kháng gì nhiều. Và khi em dẫn Tina về thì lúc đầu em dẫn về thì mẹ chỉ nghĩ là em Tina chỉ là hai đứa bạn với nhau thôi. Rồi sau một thời gian đó, rồi FaceTime đó mới thấy. Rồi sau một lần là Tina gửi quà, em gửi quà xong rồi em viết ở, em nhờ dịch vụ gửi quà bên Mỹ về thì em mới viết ở trên cái đó là mẹ nhận giùm Trúc, giùm cho con nghe. Thì tự nhiên cái ngày đó thì mẹ mới, lúc mà em đang nói chuyện với Trúc thì mẹ mới vô mẹ xưng mẹ con luôn. Mẹ nói chuyện thì cái là em bị hết hồn, em bị bất ngờ luôn. Tại vì mẹ dữ em sợ đó. Nên bây giờ là đã ổn thỏa, gia đình hai bên là đồng ý hết rồi. Thế rồi trong 2 năm mà các bạn yêu nhau đó có những cái kỷ niệm vui buồn nào không? Vậy là yêu xa đúng không? Dạ yêu xa. Em về mấy lần trong 3 lần? 3 lần thôi. Dạ 2 năm rưỡi về 3 lần. Trong lòng em là vui nhất á, là cái lúc mà bạn này mua đĩa Mỹ Tâm mới đây cho em, mà có chữ ký có tên em luôn. Dạ. Thì em nói với bạn á là mua cái đĩa Mỹ Tâm giùm cho em là mấy tháng trước luôn rồi. Em năn nỉ với bạn luôn, gọi là năn nỉ luôn. Cái nói không, dở mua đâu, dở mua, cứ suốt ngày là dở mua. Thì ai ngờ đâu tự nhiên cái ngày đó em đang đi làm, bạn nó gọi FaceTime cho em, bạn nó nói có này cho nè. Ai ngờ đâu bạn đưa cái đĩa Mỹ Tâm lên mà có tên là, có chữ ký của chị Mỹ Tâm, có hết luôn. Trời ơi, em nhảy đổng trên xe luôn. Em mừng quá trời mừng luôn, em thắng xe là em cười quá trời cười luôn. Em biết tình yêu nó có những cái gì đó rất là nhỏ nhặt thôi đúng không? Nhưng mà mang lại niềm vui cho người khác. Nhưng mà rồi yêu xa đó có ghen tuông gì không? Dữ lắm chị. Ai ghen ai? Em ghen với lại Tina hả? Sao kỳ vậy? Khi mà em quen Tina, lúc mà bắt đầu là đã kết thúc với cái người yêu cũ của em á, Tina kết thúc với người yêu cũ của em, là em phát hiện ra Tina lại có thêm một người yêu bên Mỹ nữa. Đó là lúc đó là em cảm thấy em giống như là em bị mất niềm tin á. Nhưng mà mình thương thì mình vẫn thương. Em quản là gây gắt lại. Lúc nào mà đi làm thì không FaceTime, còn lúc nào mà thời gian rảnh là phải FaceTime với em 24/7. Có nghĩa là Bon vừa đi ra cái phải gọi điện thoại liền, nó chồng đi làm về rồi đó nha. Là trên đường xe đi về luôn, tới gặp nhau suốt luôn trên FaceTime gì. Dạ, có nghĩa là 24 giờ luôn đó, quậy trừ 8. Sao mà để cho người ta nghi ngờ dữ vậy? Thì em hồi đó chứ em cũng quậy quọ quá mà giờ em hết rồi, hết chưa? Hết rồi. Chắc chưa? Dạ, sợ lắm. Bởi vì chỉ có lần đó thôi đúng không? Có lần nào khác nữa không? Trước khi quen Trúc á, trước khi mà gặp Trúc mới đúng thì là em hỏi Trúc là có thương em không. Em thì con người là gọi là nhạy cảm. Bạn nói không, thì tại vì chưa gặp thì bạn nói thật lòng là chưa, nhưng mà em là em buồn. Thế là em đi thả thính rồi, nhưng mà tới khi gặp bạn xong là em không có với ai nữa hết. Thì đúng người đó. Dạ, cả 1 năm sau bạn mới lục tin nhắn của em ra, bạn coi. Bạn giận, bắt đầu là bạn giận nguyên 1 ngày đó luôn, bạn lóc hết tất cả mọi thứ của em luôn. Có cái tiểu sử là cũng hơi lăng nhăng phải không? Dạ đúng rồi. Không, nhìn cái tướng em là chị cũng thấy rồi. Cái kiểu em là chị thấy là cái kiểu rất là thoải mái, là cái kiểu là cứ lăng nhăng rồi. Nhưng mà giờ xác định chưa, chọn chưa? Dạ rồi, dạ rồi, 2 đứa cưới luôn rồi. Cưới 2 đứa cưới luôn rồi, cưới nào? Cưới luôn rồi, dạ ngày 21 tháng 4. Là cưới Việt Nam hay là cưới Việt Nam? Cưới ở Phan Thiết. Cưới ở Phan Thiết là chỗ đó là gia đình của Trúc hả? Dạ không, 2 đứa là có gọi là duyên á, duyên với một cái chị Trang đó là ở bên Hand and Heart. Thì chị đó mới nói là chị ao ước được là một cái đám cưới mà cho nữ, thì hai em có bằng lòng làm không, thì chị sẽ cố gắng là xin tài trợ cho hai em. Thì em lúc đầu thì em nghĩ là chắc không đâu, tại vì em không có khả năng kinh tế bất kỳ một cái gì hết thôi. Nhưng mà thiệt trong lòng thì em rất là muốn, thì em mới hỏi Trúc thì Trúc mới nói không, Trúc không muốn. Lúc đó Trúc nói là tại vì khả năng kinh tế không có, rồi hai bên gia đình không biết mời sao này kia. Thì em cũng năn nỉ Trúc, em nói thôi em muốn làm cái đám cưới đó cho Trúc. Thì 2 đứa chấp nhận, đồng ý. Thì trong vòng khoảng 1 năm là chuẩn bị mọi thứ hết. Có những cái kỷ niệm đẹp trong cái tình yêu của hai bạn như thế nào để mà hai bạn quyết định tiến tới hôn nhân nhanh như vậy? Em là một tiếp người lãng mạn lắm. Thì cái ngày mà em xác định là em thôi em cưới, em về em cưới cô này luôn, là em mua vé đồ hết, em chuẩn bị hết luôn, em đặt phòng trong khách sạn kêu người ta decorate hết mọi thứ. Thì em đang em nói chút thôi, em ở nhà em đi tắm đi, lát nữa dắt đi chơi. Em đi ra ngoài mua đồ một cái, thì em đi ra là em đi mua nhẫn luôn, là coi như là trong một cái ngày đó là em đi mua nhẫn, mua hoa, mua hết mọi thứ luôn. Cái em đi chạy vô khách sạn em đợi, thì bạn lên phòng mà bạn đi kiếm vậy nè, Em hỏi, ủa làm gì vậy bạn? Lúc đó là em huy động hết nguyên một lực lượng ở bên chỗ em làm á, là mở livestream lên coi, tại em cầu hôn cho livestream luôn. À. Thì mọi người đều chờ đợi để coi livestream. Thì bạn này bạn vô, bạn cứ hỏi, ủa em kiếm cái gì vậy? Cứ ngơ ngác, em nói đứng đây nè, thì bạn tưởng là em quay phim chứ không có nghĩ là livestream hết cho mọi người coi như vậy. Lúc đó là từ ngữ của em là đã mất hết trơn rồi, nó bay đi đâu hết rồi, mà bạn cứ cười. Bạn cứ vậy như là nhây sao á, em không biết nữa. Cái em mới hỏi bây giờ là em nói là chồng dành chọn cuộc đời này cho vợ, vợ có chấp nhận làm vợ của chồng không? Em mới tháo nhẫn đưa ra cho bạn, thì bạn cười, bạn gật chứ bạn không nói gì, bạn giống như bây giờ vậy đó, bạn cười bạn gật, nó đồng ý. Rồi lúc đó là em còn gọi là mọi người đều, cả thế giới đều biết là em với bạn đính hôn rồi đó. Rồi bình yên vậy hả? Không có sóng gió gì hả? Có biến cố nào giữa hai người? Biến cố nhiều luôn. Dạ nhiều lắm. Hai đứa em gọi là hai con người hoàn toàn khác nhau luôn. Đó, yêu xa. Tính tình là khác nhau hoàn toàn. Có nghĩa là em thì đó chị nói là em đơn giản phóng khoáng như là Trúc khó bấy nhiêu. Thấy Trúc có vẻ ít nói. Trúc là chỉ khó với một mình em thôi. Mà em sống ở nước ngoài nữa. Dạ. Mà bây giờ em đã tự do phóng khoáng của em rồi, bây giờ em bị kèm kẹp gì mà em có thấy bức bối không? Em chịu nổi không? Dạ có một lần là bức bối quá, bức bối là dồn hết vào trong cái ngày đó luôn. Thì em có nói với Trúc là em đi chơi. Em đi race, đi nhảy ngoài trời vậy đó. Thì em xin Trúc, em có nói với Trúc, nhưng mà cái bữa đó là coi như là em dẹp, cất điện thoại vô túi. Trúc đợi em mười mấy tiếng, 18 tiếng. Em không ngủ được đêm đó luôn. Trời ơi. Xong rồi cái tới khi mà em mắc máy em gọi thì giống như là Trúc nói là giống như nhẹ người là em bình yên trở về rồi đó. Nhưng mà Trúc giận em, Trúc tắt, Trúc xóa Facebook, xóa hết mọi thứ lại, Trúc không cho em nhắn gì hết. Cái em ngồi lại em cũng suy nghĩ, bữa đó em cũng hơi quá đáng. Xong rồi thì khi mà Trúc mở lên á thì em vẫn xin lỗi, em năn nỉ dữ lắm thì Trúc mới tha cho em. Thua nói chuyện em đi em chơi em xin phép nè, không rồi Trúc tha nè, Trúc khó tính với em thôi. Thì không biết là rồi có cái khủng hoảng nào nữa không, ví dụ mà trước khi mà mình quyết định mà tiến tới hôn nhân? Dạ. Tại vì nãy em có nói là cũng kiểu kinh tế em cũng không có thoải mái. Dạ mấy chị nó gọi là khủng hoảng tiền hôn nhân. Nó là em bị trong vòng một tuần trước khi mà em đi về em cưới á, là tự nhiên em không muốn cưới nữa. Em nói là giờ em cưới bà này về em làm gì giờ, em không có tiền không có gì thì em lo cho bả được cái gì. Tự nhiên em gửi với lại em đem Trúc qua Mỹ được. Nhưng mà trong cái thời gian lúc đầu là em phải lo hết tất cả mọi thứ, mà em phải lo cho mẹ cho em của em nữa. Thì coi như là em giống như là em bị vô sản vậy đó. Cái em cảm thấy em buồn, rồi cái em không nói được, em không nói được với Trúc, stress luôn. Dạ, bị stress luôn. Em vô trong hãng em đi làm mà ngày nào em cũng khóc đó. Tự nhiên em ngồi em khóc bơn quơ vậy, mọi người nhìn em cũng không biết tại sao em khóc nữa. Xong rồi cái em bỏ lơ bà này, cảm thấy thay đổi hẳn luôn, giống như là bị bơ hoặc là bị vô tâm. Nó không có nói năng gì với em hết, bình thường là rất là quan tâm tới em luôn. Tự nhiên em không muốn cưới nữa, lúc đó em không muốn cưới nữa. Nó Tina cứ nói là thôi cứ cho bà thời gian. Em nói là cho thời gian như vậy là bao lâu? Em thì cái tính của em không có thích thay đổi. Rồi một là một, hai là hai, đã bàn rồi là phải tiến tới đúng không? Cái này bạn còn... Rồi sau đó làm sao em vượt qua được cái giai đoạn đó? Em nói với Trúc là cứ để đi, để chồng về rồi tính, về rồi cưới rồi tính. Thì em đó em vẫn không dẹp bỏ cái chuyện cưới, nhưng mà vậy em lo. Thì tới khi em về, tới khi mà làm đám cưới xong là người em tự nhiên nó nhẹ hẳn đi, nó hết giống như là hết bệnh luôn vậy. Hiểu hết tánh xấu của nhau chưa? Dạ, hiểu hết chưa? Có. Nhắm chịu nổi không? Chứ dạ, thấy sao một trời một vực vậy? Dạ đúng rồi, chịu đựng được. Dạ. Bây giờ bà cả hai mong muốn đối phương thay đổi điều gì? Em muốn Tina phải chững chạc lên xíu, bớt cái tính trẻ con đi. Nói chuyện lúc nào cũng phải cái lúc cần nghiêm túc phải nghiêm túc, cái lúc mình cần trẻ con thì mình trẻ con. Tina. Dạ Chúc là bớt bướng, bớt dữ, bớt la em. Thì em đừng làm sai, người ta không la em đâu. Dạ không, nhiều khi họ làm không sai cũng la luôn. Không, thật ra không sai sao la được vậy. Vợ thì mình phải mị nết na hiền lành chút xíu, mình ăn hiếp chồng quá. Rồi ví dụ bây giờ em mốt nè, người ta rất là lo cho em đúng không, mà cả hai đã vượt qua những cái khó khăn. Thật sự nó vẫn còn cái sự, giống như mình phải nói là ở Việt Nam nó vẫn còn cái sự kỳ thị gia đình là cái quan trọng nhất. Mình cũng vượt qua được rồi. thì hai bạn cũng là những người may mắn rồi. Thì là chỉ có đi tới, đâu có bàn cái chuyện đi lui nữa. Thì mình làm sao mềm mỏng một chút xíu. Tại vì Tina phải hồn nhiên, phải vui vẻ như vậy thì cái cuộc sống bạn ấy mới thoải mái được. Đúng không Tina? Chị đang bên em á, đúng không? Cho cô ấy cười rất là tươi, là cho nó có cái tinh thần, mọi thứ để làm việc, để giải quyết. Thì cái tương lai của hai bạn còn dài, mà chị nghĩ chắc chắn là vẫn còn rất nhiều cái khó khăn. Sau này khi mà mình sống chung, ở bên đây cũng vậy, bên kia cũng vậy, thì đã quyết định chọn nhau rồi thì phải chia sẻ với nhau hết mọi thứ ha, chứ cũng đừng ăn hiếp Tina quá. Cũng em tội đâu nghiệp. Có ăn hiếp, trời, chị thấy vậy chứ không phải vậy đâu chị, phải không? Thay đổi xíu, mình cởi mở vui vẻ. Quan trọng là Tina thì quan trọng là phải chung thủy ha. Em đã quyết định, em chọn, em vượt qua khó khăn, em đến với Trúc thì em phải đem tới hạnh phúc cho Trúc. Ha, chúc hai bạn sẽ hạnh phúc với những cái sự lựa chọn của mình. Hôm nay là anniversary của hai đứa em luôn. Kỷ niệm luôn. Dạ, 2 năm 7 tháng là 944 ngày. Trời ơi, 944 ngày. Dạ, thì em có quà nhỏ nhỏ muốn tặng cho Trúc. Ok. Rồi. Dạ. Chồng có mua cho vợ một cái lắc chân như là vợ mong muốn, nhưng mà chồng cũng có ý nghĩa của cái lắc chân này là chồng muốn vợ được giữ chặt với chồng suốt đời, không bước với ai nữa hết. Trời ơi, dễ thương quá. Sao không lắc tay mà là lắc chân? Dạ lắc tay là khỏi đi luôn. À lắc tay là có rồi, và lắc chân bây giờ cùm hết, tay chân gì cùm luôn. Hay quá. Rồi, được rồi. Vô thôi. Các bạn là những cặp đôi rất là đặc biệt đến với chương trình Yêu Là Cưới, và cái hạnh phúc của các bạn cũng sẽ là được rất là nhiều người trong cộng đồng, họ sẽ luôn luôn dõi theo các bạn, bởi vì các bạn chính là những nguồn động lực rất là lớn. Cho nên là Quang Bảo với chị Cát Tường cũng như tất cả quý vị khán giả đều mong rằng hạnh phúc sẽ là luôn luôn bền lâu với các bạn.